tôi chuyển hàng từ. Sáng anh ở đây chưa? Ừ. Đi đây. Ừ, đi đây. Đi đây. Chào các bạn đến với kênh Bonsai Nghệ Thuật nhé. Ngày hôm nay đến quay một cái tác phẩm của anh Thắng ở dưới quần của Nam Điền, Nam Trực, Nam Định nhé. Đây, này chủ nhân của cây đây. Chào tất cả em. Đây hôm nay ông anh bao nhiêu các loại cây rất đẹp ở Nam Điền thì anh em nghệ nhân ở các vùng miền tổ quốc về nhấc đi. Nhưng mà hôm nay là ông anh của tôi đây thì lại đi tận đến Thanh Trì để nhấc một cái tác phẩm quá đẹp xanh Nam Điền về đất Nam Điền của chúng tôi. Đấy, anh em nghệ nhân của làng rất là tự hào vì một tác phẩm lại được anh mang về đất làng nghề. Đấy, đây mời các bạn. Và các bạn yêu cây cảnh Hàn Quốc nhìn sang những bề bãi của nó này. Quá đẳng cấp luôn. Đấy. Cây này nó hằng quá nhiều nát cắt rồi để cho nó cây nó rụt rịt thế này. Đây. Anh em xem này. Xung quanh. Vườn cây của anh Thắng ở đây thì hầu như là toàn những cái cây gọi đẳng cấp. Đây, anh cũng để mà đưa được cái cây này về đến đất Nam Điền anh cũng mất rất nhiều công sức để thuyết phục chủ nhân của cái cây này họ nhượng lại cho. Đấy, đây các bạn xem này, bể bãi xung quanh nó bè thét rồi. Đấy. Quá trình để mà thương thảo để đưa được một cái cây này về thì anh Thắng cũng mất rất là nhiều công sức. Đấy, hôm nay là ngày đẹp trời, anh Thắng đã đưa được một cái cây, một tác phẩm rất đẹp về dưới quê hương làng nghề. Đấy, anh đứng vào cho em quay đi nào. Đấy, đây một tác phẩm quá đẹp luôn, bể bãi bẹt hết rồi các bạn, quá là đẹp, tác phẩm này rất đẹp. Ở vườn của cả anh thì ngoài cái tác phẩm về ra thì anh còn rất nhiều những cái tác phẩm rất đẹp. Đây, hôm nay được xin phép anh Thắng là cho em được quay chia sẻ cho các anh em. Khu vực 1, VIP 1. Đây là có 2 3 khu vực. Đấy. Đây là cái vườn số 1 của anh. Anh còn rất là nhiều vườn và toàn những cái cây. Đấy. Hôm nay xin phép review để giới thiệu với các anh em yêu cây cảnh toàn quốc. Đây là anh Đoàn Mạnh Thắng. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay anh em anh giữ một cây đẳng cấp này về thì mời tất cả anh em nghệ nhân, anh em yêu cây cảnh của Nam Điền đến để chiêm ngưỡng và được ngắm cái tác phẩm của anh. Đây là những cái tác phẩm ở vườn, ngoài cây mà anh mới đưa về thì đây là những tác phẩm ở vườn của anh. Đấy, mời các bạn xem này. Đây cũng một tác phẩm. Tác phẩm này trước khi cái tác phẩm mà vừa rồi về thì các cây này là cũng là một trong những tác phẩm ở vườn của... Đấy. Các bạn nhìn toàn những cây đẳng cấp. Những cây này là có sự lựa chọn rồi thì mới đưa được vào những cái khu gọi là khu trưng bày VIP này. Đấy. Đây. Đây. Và cho xem những cái tác phẩm cây bonsai mini rất là kỹ già. Đây. Đây là những cái tác phẩm đã hoàn thiện rất là kỹ và cũng đã mang đi trưng bày ở các cuộc thi triển lãm ở mỗi các thắng đi được mà không thắng. Đây, không nhầm rồi. Còn những cây nó
rất là già và đẳng cấp rồi. Quá đẹp. Đây là cây tùng. Quá đẹp. Còn những tác phẩm rất đẹp và kỹ. Mà rất tiếc là tôi không quay được có mấy cái giao dịch bắt tay giữa anh Thắng và mấy anh em ở yêu cái cảnh của các người về, nhưng mà rất tiếc là mình không quay được cái giao dịch những cái bắt tay của anh. Rất đẳng cấp và những cây rất là kỹ và đẳng cấp. Một là nhà ông Ý, hai là nhà tất cả những cái dàn cây mà được lựa chọn. Vườn cây này thì nói thật với các bạn là nó về giá trị thì nó cũng tương đối là nhiều tiền, tương đối nhiều. Đây các bạn xem một cái tác phẩm nhỏ này, bất động bonsai nhỏ này. Anh đây nhá, em về chưa? À, đây là một tác phẩm Tùng La Hán. Và xem, nhìn nó cũng vẽ nó thế này mà. Trần đẻ nó này. Toàn những cây rất là đẹp, đẳng cấp, quá tuyệt vời. Đây là một phần cây vừa. Dạ. Anh về à? Ôi trời đây. Đấy. Đây hôm nay tất cả các anh em yêu cây cảnh của làng nghề hôm nay đến nha. Đến chiêm ngưỡng và cái tác phẩm của anh Thắng đưa về đây. Đấy. Đấy. Hôm nay đấy anh em vừa đi ngồi với nhau để bàn về cái tác phẩm này của anh đây. Đấy. Quá đẹp đây. Chủ nhân. Đây chủ nhân đây. Đấy quay chủ nhân ở bên cạnh cây rồi. Quá chúc mừng anh. Đã đưa được cây rất đẹp về với làng nghề. Cán rượu đâu? Em để xe tú. Em về đi. Rồi. Đây là những cái tác phẩm mà vừa mình đã quay. Hẹn các bạn khi nào mà cái tác phẩm này hoàn thiện thì mình sẽ quay lại và mời các bạn quay lại thưởng lãm cái tác phẩm của anh Thắng khi nó hoàn thiện. Rồi xin cảm ơn các bạn và các bạn đăng ký ủng hộ kênh cho mình nhá. Rồi mình có động lực để chia sẻ những cái tác phẩm đẹp ở làng nghề cho anh em yêu cây cảnh toàn quốc được theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.